Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Triều Lê Dịnh, mỹ nhân làm ngụy lệnh nam chính. Ai hợp tác xong đều mất tích. Nhiều người cho rằng các sao nam đóng phim với Triều Lê Dịnh xong đều dần bị ngụy lệnh, độ hot giảm mà thành tích phim cũng hạ nhiệt nốt. Triều Lê Dịnh hiện đang là một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất trong giới giải trí hoa ngữ. Cô nàng có rất nhiều bộ phim hay và cũng từng hợp tác với vô số nam thần màn ảnh. Tuy nhiên có thể thấy, hầu hết các sao nam đóng phim với Triều Lê Dịnh xong đều dần bị nguội lạnh, độ hot giảm mà thành tích phim ảnh cũng chẳng có. Trương Hàn, Sam Sam đến rồi. Có thể nói Sam Sam đến rồi chính là một trong những bộ phim giúp củng cố địa vị của Triều Lê Dịnh và Trương Hàn trên màn ảnh. Đây cũng là bộ phim giúp mỹ nam họ Trương trở thành một trong những tổng tài hot rần trên các diễn đàn phim ảnh. Thế nhưng sau Sam Sam đến rồi, Trương Hàn lại trở nên cực kỳ mờ nhạt khi đóng phim. Những dự án phim mà chàng mỹ nam này đóng chính, dù cổ trang hay hiện đại, cũng đều xịt gõm. Gần đây nhất khi trở lại với vai tổng tài Chiến Nam Huyền trong Huyền của Ôn Noạn, Trương Hàn cũng không được khán giả đánh giá cao. Hoắc Kiến Hoa, Hoa Thiên Cốt. Trước khi hợp tác với Triều Lê Dịnh, Hoắc Kiến Hoa được biết đến là một trong những mỹ nam xứ Đài, nổi danh tại Đại Lục. Nam diễn viên có vô số vai diễn ấn tượng, từ chính đến phụ trong các bộ phim như Thiên Hạ Đệ Nhất, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Khuynh Thế Hoàng Phi, Bạch Tử Họa trong Hoa Thiên Cốt cũng là một trong những vai diễn ấn tượng trên màn ảnh của Hoắc Kiến Hoa. Thế nhưng sau hợp tác thành công với nàng Tiểu Hoa cực hot, Hoắc Kiến Hoa lại có ít tiến triển trong sự nghiệp. May mắn hơn, những anh khác là Hoắc Kiến Hoa có màn hợp tác với Châu Tấn trong Như Ý Chuyện. Dù không nội đình nội đám, nhưng ít ra cũng có một tác phẩm đáng được nhắc đến. Năm 2016, Lý Dịt Phong hợp tác cùng Triều Lê Dịnh trong bộ phim Chu Tiên, Thanh Vân Chí và tạo nên cơn sốt trên màn ảnh. Quỷ Lệ hay Trương Tiểu Phàm là một trong những vai diễn đắt giá nhất của nam thần này trên màn ảnh. Thế nhưng lạ thay, kể từ vai nam chính trong Chu Tiên, Thanh Vân Chí, khán giả vẫn chưa thấy lại sự tỏa sáng của Lý Dịt Phong khi đóng phim. Nếu trước đó anh chàng từ nổi danh với vô số bộ phim như Cổ Kiếm Khi Đàm, Hoạt Sắc Sinh Hương, Đảo Mộ Bút Ký, thì sau này khán giả chỉ thấy Lý Dịt Phong với những vai diễn nhạt nhòa trong những bộ phim bị khán giả chê bai như Anh ở Bắc Kinh đợi em. Không biết bộ phim sắp tới Kính Song Thành có thể giúp anh chàng này lấy lại ánh hào quang không đây? Vừa Nhất Bác, Hữu Phỉ. Vừa Nhất Bác nổi tiếng hẳn lên sau bộ phim Trần Tình Lệnh. Có thể nói bộ phim này đã giúp đưa Vừa Nhất Bác và Tiêu Chiến trở thành hai định lưu của showbiz. Sau khi nổi như cồn, chàng Lâm Trạm của Trần Tình Lệnh được mời làm nam chính trong Hữu Phỉ hợp tác cùng Triều Lê Dịnh. Thế nhưng dù cuộc hot ở Trần Tình Lệnh, thì sang đến Hữu Phỉ thì Vừa Nhất Bác lại không được lòng khán giả. Không chỉ bị chê về kỹ năng diễn xuất kém, khán giả thấy anh chàng và đàn chị còn chẳng hề có miếng chemistry nào cả. Chẳng biết sắp tới khi Băng Vũ Họa và Phong Khởi Lạc Dương lên sóng, anh chàng có thể thoát khỏi lời nguyền nguội lạnh của Triều Lê Dịnh không nữa. Nói là thế nhưng cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho việc các nam thần này bị nguội lạnh do Triệu Lê Dịnh được. Suy cho cùng, việc chọn kịch bản không hấp dẫn hoặc thiếu kỹ năng diễn xuất cũng là do các anh chàng. Cái này Triệu Lê Dịnh đâu. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.